quý vị, còn theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO mới đây đã đưa ra các dự báo là hiện tượng thời tiết Enino sẽ sớm nhường chỗ cho các hình thái trung tính hoặc chuyển sang La Nina. Enino là hiện tượng nóng lên bất thường của lớp nước biển trên mặt của khu vực xích đạo trung tâm và miền đông của Thái Bình Dương, kéo dài từ 8 đến 12 tháng, thường thì xuất hiện 3 đến 4 năm trên một lần. song cũng có khi dày hơn hoặc thưa hơn, La Nina là hiện tượng ngược lại so với Enino và theo đó thì lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên sẽ lạnh lên bất thường và xảy ra với chu kỳ tương tự hoặc là thưa hơn so với El Nino. Theo WMO, trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 tới, xác suất thời tiết ở hình thái trung tính hoặc chuyển sang La Nina là bằng nhau. Giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, xác suất chuyển sang hình thái La Nina tăng lên 60%, đến cuối tháng 11, khả năng xảy ra La Nina tăng lên 70%. Trung tâm Dự báo Thời tiết thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ ngày 3 tháng 6 dự báo có 69% khả năng xảy ra hình thái thời tiết La Nina vào cuối tháng 9. Trong khi đó, Cục Khí tượng Australia cũng đã chuyển sang trạng thái theo dõi La Nina. Phó Tổng Thư ký WMO Cole nhấn mạnh rằng La Nina thường diễn ra sau các đợt Enino mạnh, phù hợp với các dự báo thời tiết gần đây, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để kết luận về cường độ và thời gian xảy ra hiện tượng này.